Thưa thiền gia, soạn giả Nguyễn Nhân, kiêm trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu, cũng là người đứng ra thay mặt thiền sư Ni Đức Thảo, xin phép chính quyền và giáo hội Phật giáo Việt Nam xin công bố pháp môn thứ sáu là Thiền Tông để trình bày đạo Phật, khoa học, vật lý Thiền Tông Việt Nam, để nhân dân Việt Nam biết đạo Phật có sáu pháp môn tu. Pháp môn thứ sáu là tinh hoa của đạo Phật. Tôi tên là Đặng Thị Hậu, ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi có một số câu hỏi, xin thiền gia trả lời giúp tôi. Xin cảm ơn thiền gia nhiều. Câu hỏi thứ nhất, thưa thiền gia, người trưởng tổ chức bất cứ một tổ chức nào đó thì người trưởng tổ chức này phải có tiêu chuẩn như thế nào, thưa thiền gia? Người mà đứng một trưởng tổ chức nào thì người này phải, trước mắt là phải cái trí tuệ sáng suốt, mà cái trí tuệ sáng suốt này phải bằng khoa học. Thì người này làm trưởng cái tổ chức này thì làm cái gì nó cũng mới thành công được, mà nó không đưa vào cái chỗ mê tín. Nếu mà người trưởng tổ chức này mà không có trí tuệ sáng suốt, không trí tuệ khoa học, thì chắc chắn nó bị sai. Nó sai nặng thì nó trở thành mê tín dị đoan. Rồi cháu hỏi tiếp đi. Thưa câu hỏi thứ hai, người thời văn minh cao tu theo đạo Phật phải tu như thế nào mới bắt kịp thời văn minh cao? Xin thiền gia chỉ giúp. Lời khoa học. Chúng ta sống thời khoa học thì những cái chuyện gì mà việc làm của thời kỳ đồ đồng bỏ hết, phải chuyển qua thời văn minh khoa học. Ví dụ bây giờ tin tưởng một đạo nào cũng phải bằng khoa học, chứ không phải là mơ hồ được. Giống như ngày xưa đó, mình không có xe ô tô, mình đi. Đi bằng gì? Đi bằng xe ngựa, hoặc cưỡi ngựa. Giờ xe ngựa, cưỡi ngựa ai còn xài nữa không? Phải bỏ. Kêu bằng cái thời văn minh đến đâu thì phải sống bằng thời văn minh đến đó. Đừng có sống tụt lùi. Vì thế mà các đạo vậy đó, tới văn minh thôi, phải tu theo đạo văn minh. Chứ còn đạo của thời kỳ đồ đồng bỏ đi. Đó, bây giờ giống như mà người nông dân hồi xưa người ta cấy bằng tay cái gì? Giờ không lẽ có ai ra ruộng mà cấy bằng tay đó không? Thì phải cấy bằng máy. Có nghĩa là mới bắt kịp được người văn minh. Người văn minh phải sống vậy đó. Từ việc làm cho đến việc tu tập, nó cũng theo bằng khoa học hết. Thì mới gọi là người văn minh. Rồi, cho hỏi tiếp đi. Dạ, câu thứ ba. Người tu theo đạo Phật, ngồi thiền, có thành Phật được không, thưa thiền gia? Ngồi thiền này là để dành cho chính người mà ta hiển linh, ta ngồi để ta hiển linh, ta ngồi thiền. Chứ thành Phật đâu không ngồi thiền. Vì sao? Phật là cái tánh, Phật là cái tánh chân như ai cũng có. Học, hiểu, nhận ra được cái tánh Phật của mình, sống như tên Phật của mình là được. Rồi mình muốn đem cái tánh Phật trở ra khỏi thế giới vật lý này thì phải hành cho đúng. Chứ trong thế giới này không ngồi thiền. Nếu tu thành Phật không ngồi thiền, tuyệt đối không ngồi thiền. Nếu ngồi thiền người ta nói mình là điên á. Mình ngồi thiền mình vừa dũng công thì các thánh lang thang nhập vô liền. Muốn gì? Muốn thấy ông Phật, rồi ta là Phật này xưng liền. Ta còn sẽ chết cái gọi này. Thấy không? Vì thế mà tu theo đạo Phật tuyệt đối kỹ nhất là ngồi thiền. Không phải thấy ông Phật ngồi thiền là bắt chước ông. Vì ông Phật có nói câu chớ dẫm Như Lai vết đã qua. Như Lai ngồi thiền mới không được có ngồi. Ta ngồi thiền là chuyện khác. Ngồi thiền là người ta để kiểm soát thần thông, chứ không phải là ngồi thiền để thành Phật. Thành Phật là ai cũng có tánh Phật rồi. Vì thế mà Kinh Đại Bát Niết Bàn có nói là ta đã thành Phật từ nhiều đời trước. Đến thế giới này dạy các ông đi về Phật giới, chứ không phải dạy ngồi thiền. Mình hiểu căn bản này thì mới hiểu là cái ông Phật, cái Đức Phật dạy cái gì. Mà thời văn minh nguyên tử này người ta mới hiểu được, người ta mới nói được cái chuyện này thôi. Chứ trước thời đó hoàn toàn không ai hỏi được cái này, không ai biết được cái vụ này mà hỏi nữa.
Rồi cho hỏi tiếp đi. Dạ. Thưa câu thứ tư. Người mà quyết chí triệt tiêu pháp môn thiền tông, sau khi chết họ sẽ đi về đâu? Xin thiền gia chỉ giúp. Ở thế giới này cái gì cũng vậy. Mình làm hại người ta mà người ta không bị thì sao? Thì mình phải chịu nhân quả này. Vì cái thiền tông nó ra đời á, là nó cực mạnh. Nó dám phá vỡ toàn bộ những thế giới vật lý này, nó không phải nhỏ đâu. Còn mình nữa, chút xíu rồi, đừng có chống đối đó. Chống đối nó coi chừng xuống cái hầm lửa lớn sống đó. Có nghĩa là thiền tông ra đời để nó chuẩn hóa toàn bộ cái thế giới này lại, chứ không phải nhỏ đâu. Mà mình là cái gì mà dám đứng ra chống nó. Thấy không? Giống như xe lửa đang chạy đó, con có thể đứng ra đẩy ra được không? Đẩy cản ra được không? Nó nghiền nát luôn á. Thấy không? Thiền tông là cái lực nó rất mạnh chứ không phải nhỏ đâu. Nó dám chuẩn hóa là cái hệ thống của cái thế giới này chứ không phải nhỏ đâu. Ai dám cản đó? Người nào cản đó là kể như thiêu thân đó. Rồi, cho hỏi tiếp đi. Thưa câu hỏi thứ năm. Người theo phá pháp môn thiền tông, người này sau khi chết họ sẽ đi về đâu? Thưa thiền gia. Ở trái đất này á, là cái nơi trừng phạt con người ta nặng nhất là thầm địa ngục thứ 18. Mà triệt phá cái này thì nó còn nặng gấp 1000 lần, thì nó phải sụp qua hầm 19 ha, là cái gì? Là cái hầm lửa lớn. Mà trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật dạy đó, cái hầm lửa lớn này tại sao chỉ nói trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa? Vì là gì? Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là cái kinh dạy ta giải thoát, nhưng mà nó không được mã hóa ra. Thì bây giờ người nào gan đứng ra cái này thì chống đối cái này thì xuống hầm lửa lớn. Chỉ có vậy thôi. Đó là quy luật vật lý đó. Có nghĩa là nào chống đối cái này chắc chắn 100% xuống hầm lửa lớn sống. Có vậy thôi. Bởi vì hết rồi. Cái nhân quả thế gian này, cái hầm lửa lớn là tột cùng rồi. Không còn có con đường nào mà nặng nề hơn nữa. Rồi, cho hỏi tiếp đi. Thưa câu hỏi thứ sáu. Người phá pháp môn thiền tông, người này sau khi chết họ sẽ đi về đâu? Thưa thiền gia. Cái người triệt tiêu và người theo phá. Người theo phá là theo cái người triệt tiêu. Thì người triệt tiêu đi đâu thì mình đi theo đó. Nó chỉ đơn giản thôi. Người triệt tiêu đi đâu thì mình đi theo đó. Không phân định được là đi đâu. Là vì cái thế gian này nó nặng nhất thì cái hầm lửa lớn và cái địa ngục. Còn muốn thoát ra ngoài hai cái quy luật này thì phải vô cái dòng thánh đó. Dòng thánh nó nằm ở trong cái ngoài cái quy luật vật lý này. Đó thì có ba con đường đi. Có một là hầm lửa lớn, địa ngục thứ 18, hoặc là vô các thánh sống. Nó chỉ ba con đường đó thôi. Rồi cho hỏi tiếp đi. Dạ, thưa câu thứ bảy. Thưa thiền gia, người tu theo đạo Phật là để giải thoát, mà sao họ lại không tu giải thoát? Xin thiền gia chỉ giúp. Bây giờ con suy nghĩ trái đất này là trái đất vật lý âm dương. Ta sống ở đây là sống âm nhiều quá. Thì cái thiền tông ra đời không ai chấp nhận đâu. Không chấp thiền tông không chấp nhận trong thế giới vật lý này. Mà thế giới vật lý này đến cái thời loài người văn minh thì vật chất nó càng cao thì không ai chấp nhận cái này được. Đó. Vì thế mà cái thiền tông ra đời thì rất nhiều người họ phá là chỗ này. Tại thế giới vật lý này, thế giới vật lý này là thế giới cầu sinh lại lục của thần thánh. Mà thiền tông nó ra đời nó nói rõ thì người ta chống đối là cái chuyện đương nhiên thôi. Rồi, cho hỏi tiếp đi. Thưa câu số 8. Đạo Phật là đạo trí tuệ, cớ sao có nhiều người quá ngu như vậy? Thưa thiền gia. Những người mà không có hiểu cái này là vì người ta kiến chấp. Nó đã quen sống với cái thời mà gọi là cầu sinh lại lục cúng tụng, nó quen rồi, nó âm rồi.
thì bây giờ nó không bỏ cái này được đâu. Vì cái đạo này gọi là đạo khoa học, thì cái con người mà sống thời kỳ đồng, trí óc của người đời đồng không thể chấp nhận cái thời khoa học được. Vì thế mà nó phải bỏ, nó phải triệt phá cái thiền tông này, nó là vậy thôi. Vì cái tánh người ta kiến chấp âm, kiến chấp mà kiến chấp âm, kiến chấp dương còn đỡ, kiến chấp âm thì bắt buộc nó phải phá cái này. Đó là chuyện sự thật. Cái đất, thế giới vật lý này nó là vậy, không ai thoát được cái quy luật này đâu. Rồi, cho hỏi tiếp đi. Dạ. Thưa câu hỏi số 9, thưa thiền gia, người quá mê tín, làm sao cho người này không mê tín nữa? Xin thiền gia chỉ giúp. Bây giờ nó có hai con đường. Một là làm sao người này mà có được cái công đức vô trong cái tàng thức của họ đó, thì tự nhiên nó xóa cái mê tín, xóa cái âm, âm là mê tín như vậy, thì nó xóa. Còn hai là cho người ta học thức làm sao mà bỏ cái kiến chấp đi. Nhận thức gọi là từ kiến chấp bỏ qua khách quan, thì người này sẽ hết. Vì khách quan là gì? Người ta hỏi bằng sự thật, nói bằng sự thật mà người ta chấp nhận, thì tự nhiên người ta hết cái này. Chứ kiến chấp này gọi là âm, mà khách quan gọi là dương. Mình làm sao cho người ta nổi lên dương, thấy ánh sáng ban ngày, thì tự nhiên nó hết thấy bóng tối, có vậy thôi. Rồi, cho hỏi tiếp đi. Thưa câu thứ 10, những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy về mê tín như thế nào? Xin thiền gia chỉ giúp. Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói cái câu mà ai cũng hiểu: các ông bà đừng có dựa dẫm vào thần thánh. Mình có tổ quốc phải lo, tổ quốc có gia đình phải lo cho gia đình. Đừng có dựa dẫm vào thần thánh mà làm cho con người yếu hèn khiếp nhược. Đó, đây là cái lời dạy vàng ngọc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà người đảng viên, người dân Việt Nam nào ai cũng biết cái câu này. Đây là cái câu dạy rất quý báu cho dân dân Việt Nam mình biết. Thì nên lấy, người dân Việt Nam nào cũng phải lấy cái câu này để học, trang bị cho một cái kiến thức của mình về vấn đề mê tín dị đoan. Rồi, ta hỏi tiếp đi. Câu thứ 11, người sống trong thời đại văn minh 4.0, muốn tu theo đạo nào đó phải tìm hiểu như thế nào? Xin thiền gia chỉ giúp. Người sống 4.0 á, muốn tìm hiểu bất cứ đạo nào thì phải, thứ nhất là mình cái trí tuệ phải sáng suốt. Thứ hai, mình tìm hiểu cái đạo đó dạy có đúng thực tế khoa học hay là không, dạy có đính có mù mờ là không. Người nào, nếu mình hiểu được ba căn bản này thì mình hoàn toàn không sai lầm bất cứ một tổ đạo nào. Là vì đạo thành lập đa số là thành lập vào thời kỳ độ đồng, trí tuệ của người độ đồng người ta dạy khác. Nhưng mà tất cả các đạo tới thời kỳ văn minh khoa học thì người ta mã hóa, ta nâng cấp lên, cũng cái đạo đó mà ta nâng cấp lên để chi? Biết cho thật rõ ràng, chứ không phải là xóa bỏ nha. Tới đó phải thật cho rõ ràng. Giống như ngày xưa cái đạo Phật đi, mục đích là gì? Đạo Phật là đạo giác ngộ, là hiểu biết. Mà suốt cái thời kỳ độ đồng có ai biết chứ hiểu biết cái giác ngộ là cái gì không? Hoàn toàn không biết, mà chỉ tưởng thôi. Vì thế mà cái thời văn minh đời nguyên tử này nè, người ta phải nâng nó lên là cái hiểu biết bằng sự thật, bằng sự thật khoa học vật lý. Đó thì mới bắt kịp được cái thời văn minh. Tôn giáo, đạo giáo nào cũng vậy, muốn hiểu cái này thì phải hiểu bằng kiến thức khoa học vật lý thì mới không tụt lùi được. Còn nếu mà mình không hiểu cái này thì chắc chắn mình sẽ tụt lùi. Và người ta chê, những người trí thức người ta sẽ chê cười mình. Thời này mà còn ngồi chổng khu mà lại ai trên đất này? Thì người trí thức có khi nào có thấy mấy ông tiến sĩ mà đi lại ai không? Cầu xin ai? Hoàn toàn không có. Mà đừng có nói chỉ mấy người có đại học thôi, họ cũng không có xài cái này, chứ đừng nói. Vì thế mà tất cả người sống thời văn minh nguyên tử này phải bằng kiến thức khoa học thực tế. Còn nếu không có thì tụt hậu, người ta chê cười mình thôi. Người ta chê cười mình, nhưng mà ông trời cũng xuống cười mình luôn. Cao mà quả trên cũng không có cười mình nữa, rồi sao nữa?
không? Thành ra mình phải sống bằng kiến thức khoa học. Thời văn minh tu gì làm gì cũng bằng kiến thức khoa học vật lý. Rồi, đã hỏi tiếp đi. Thưa câu số 12, tôi nghe đến ba danh từ nghiệp ác độc là gì? Xin thiền gia chỉ giúp. Ở trên thế giới này nè, nó có nghiệp nè, nghiệp dương, nghiệp phước dương hưởng phước trên trời, nghiệp phước âm hưởng phước ở trái đất, nghiệp ác xuống tầng địa ngục 18 sống, nghiệp ác độc đi qua tầng 19 để xuống cái hầm lửa lớn đó. Nghe không? Có nghĩa là cái danh từ nghiệp ác độc này nó chỉ xuất hiện vào cái pháp môn thứ 6 công bố ra. Vì thế mà trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật có dạy một câu: các ông mà chửi ta đó, tội không nặng đâu, xuống tới hầm lửa lớn 18 thôi. Còn nếu mà ông triệt phá thiền tông này phải qua cái nghiệp ác độc á, là cái hầm lửa lớn đó. Thì cái nghiệp ác độc này á, thì nó chỉ xuất hiện khi cái pháp môn thứ 6 của Đức Phật công bố ra, thì nó mới đưa ra sử dụng thôi. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Câu hỏi thứ 13, đạo Phật chủ trương tu có 6 thành quả như sau: 1. Tu để thành thánh A-la-hán. 2. Tu để thành giảng sư đạo Phật. 3. Tu để thành kỹ sư đạo Phật. 4. Tu để thành tiên trên nước trời cực lạc. 5. Tu để thành thần ở trái đất. 6. Tu để thành Phật ở Phật giới. Cớ sao các chùa ở trong nước Việt Nam không chùa nào tổ chức tu đúng một trong 6 pháp môn nêu trên, thưa thiền gia? Nói đúng ra đó, khi mà người ta cất chùa đó, ta chỉ biết cất chùa đem ông Phật vô thờ thôi, chứ hoàn toàn không có giáo lý. Nguyên tắc cất chùa ra dạy pháp môn nào phải có quyển giáo lý của pháp môn đó dạy thì tu mới đúng được. Vì tất cả các chùa từ thời kỳ đầu đồng tới giờ gọi là học theo giáo kinh, mà học giáo kinh mà theo giáo tưởng nữa, chứ không phải là đúng nữa. Vì thế mà không chùa nào dạy giác ngộ giải thoát đâu. Nó sai là sai chỗ này. Vì thế mà ông Phật biết phải 2000 mấy trăm năm sau cho cái thiền tông công bố ra để là chuẩn hóa toàn bộ là cái đạo Phật, nên là chuẩn lại hết. Còn chùa thiền tông Tịnh Diệu có bổn phận là nói ra chuẩn hóa, ai nghe không nghe thôi, đây là cái nhiệm vụ. Đức Phật nhờ bà Thảo nhờ lại chú nói ra vậy thôi, rồi nghe không nghe thôi, cái nhiệm vụ của chú vậy. Công bố, nhà nước cho công bố ra rồi, giải đáp, nhà nước cho giải đáp ra rồi. Thì bây giờ còn ai nghe không nghe thôi, bởi vì cái giải đáp này chỉ có một thời gian ngắn nữa là thôi là hết. Chứ còn là ai hỏi gì nữa đâu rồi họ nói, thấy không? Tất cả những người nào hỏi nên cố gắng hỏi đi, hỏi cho hết đi rồi thôi. Rồi chừng nào mà có từ 170 câu hỏi rồi đó, thì ở đây về chùa thì người ta sẽ giải thích cho. Chứ còn nếu mà không có hỏi thì thôi, đâu có mở vậy đáp làm gì. Rồi ta hỏi tiếp đi. Dạ, câu số 14, đạo Phật là đạo giải thoát, cớ sao không chùa nào dạy vậy, thưa thiền gia? Giữa giải thoát mới công bố ra là ngày 14 tháng 5 2017 thế này, nếu tính này là 4 năm. Các chùa không chịu cập nhật. Nếu mà các chùa chịu cập nhật thì người ta biết, còn các chùa không cập nhật thì người ta không biết, nên người ta không có dạy cái này vậy thôi. Mà hơn nữa đó, các chùa, mục đích các chùa cắt ra để làm gì? Các chùa ra để cúng. Đạo chùa là chùa giờ hiện thuộc về đạo cúng. Thành đã giải thoát người ta kỵ, ta không học cái này, thấy không? Phải hiểu là chùa hiện giờ gọi là chùa cúng thôi, chứ không có chùa giải thoát. Bây giờ thì con đi kìm đi, tất cả trong nước Việt Nam không có chùa thứ hai dạy giải thoát ngoài chùa Tân Diệu, thì làm sao người ta biết? Có nghĩa là tinh hoa đạo Phật đến tay mà họ không chịu thì bây giờ sao? Họ bỏ,
thì họ phải tu theo cái tưởng người ta thôi. Là nó sai là sai chỗ này, nó không hiểu là không hiểu chỗ này nè. Rồi cho hỏi, hỏi tiếp đi. Dạ câu thứ 15. Tôi nghe có thầy giảng đạo Phật có tất cả là 84.000 pháp môn tu. Vậy thiền gia có thể liệt kê 84.000 pháp môn tu này được không? Cái phần này là của mấy ông thầy, chứ làm sao bắt biết được. Bây giờ 84.000, bây giờ cái thiền tông Tân Diệu nó chỉ có 6 pháp môn thôi thì biết kê khai được. Chứ còn 84.000 này cháu đi hỏi mấy ông thầy, ông nào nói hỏi ổng. Ông liệt kê giùm tôi. Chứ bây giờ chùa Tân Diệu người ta nói là có 6 pháp môn, ông nói 84.000 thì ông liệt kê đi. Mà bây giờ cái trách nhiệm này là ai? Nhất niệm là ban Hoằng pháp trung ương. Ông làm ơn á, ông cho ông con viết email hỏi ổng, giờ 84.000 ông kê khai giùm tôi đi. Kê khai rầu chùa nào tu cái gì thì ghi ơn, ghi cái bản chùa đó giùm tôi đi. Để tôi bây giờ nhà nước cho tôi là dân chủ á, không? Tôi được quyền hỏi, tôi là dân mà, tôi thấy chỗ nào làm sai làm trái tôi được quyền hỏi. Đó là để chuẩn người ta lại, mình không phải ghét người ta mà để chuẩn người ta lại. Nếu mà ông có lộn 84.000 thì thôi bây giờ 8.004 thôi cũng bỏ bớt con số đi. Thì con cái phần này còn phải vào cái ban Hoằng pháp trung ương con hỏi. Hỏi ông nào bây giờ 84.000 thì ông làm ơn thì kê cho tôi danh sách. Rồi chùa nào tu pháp môn nào cho tôi biết. Thấy không? Ông hỏi đó rất đúng á. Còn nếu mà hỏi chùa Tân Diệu thì nó sai, từ giờ có 6 pháp môn rồi. Nếu hỏi 6 pháp môn Tân Diệu trả lời cho. Rồi cho hỏi tiếp đi. Câu số 16. Trong gia đình tôi có thành viên suốt ngày cứ ngồi thiền, nói là thiền để thành Phật. Vậy tôi phải làm sao cho thành viên này biết ngồi thiền không thành Phật được, thưa thiền gia? Cái này là cháu phải có cái kỹ thuật cao mới hỏi người này được. Cháu phải nắm rõ toàn bộ cái quy lực thành Phật thì cháu mới bắt đầu hỏi cái người này. Còn nếu mà cháu không nắm được cái quy lực thành Phật thì cháu hỏi không được. Người ta hỏi lại không biết đường trả lời là sao. Vì thế mà muốn cho người này biết thì tìm bất cứ một người nào mà hiểu về công thức thành Phật đem hỏi người này, thì người này trả lời không được thì tự nhiên người ta bỏ cái ngồi thiền. Nên một nhớ điều đó là cái người này phải là cái người khách quan mới được, còn người kiến chấp họ không bỏ đâu. Họ nói ngồi thiền thành Phật họ cứ ngồi, không bỏ được. Nên nhớ là hỏi cái người khách quan được, chứ người kiến chấp hoàn toàn họ đừng hỏi họ. Thôi kệ họ muốn thành gì chuyện của họ. Ở trái đất này ngồi thiền thánh nhập, muốn thành gì cũng được hết. Tất cả 100 người ngồi thiền là phải do thánh nhập hết mới hiển linh. Còn nếu mà thánh không nhập hoàn toàn không hiển linh. Rồi cho hỏi tiếp đi. Dạ. Xin hết câu hỏi, con xin rất cảm ơn thiền gia. Hôm nay con được đặt câu hỏi hỏi thầy giảng, ra là con thấy hồi trước giờ con đi tu sai hết rồi. Hôm nay là con mới mở cái tâm con ra được là con rồi. Cảm ơn cháu hỏi.